Hello các bạn, xin chào anh em. Hôm nay Cường sẽ trên tay nhanh cho anh em một combo A7C với 2470 dài nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em một cái thông số chụp ngược sáng hoàng hôn buổi chiều màu ấm áp hoàng vàng các bạn nha. Đây nha các bạn, trên tay của mình đây là combo A7C. Mình sẽ show cho anh em cái sản phẩm hôm mình đi chụp nha các bạn. Trên ảnh thì đây, anh em có thể thấy là hôm đấy mình đi chụp cái buổi chiều, trời nắng khá là đẹp và cho ra tia khá là ok. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một cái thông số và mình chụp nó các bạn nhé. Thì đây là thông số này, mình để ISO 200 này, tiêu cự thì mình để là 24mm, có nghĩa là cái ống kính này ấy, nó chỉ có 24 thôi, và mình để kịch nó là 24. Chỗ này nếu mà có rộng hơn nữa thì cũng được, nhưng mà mình thấy 24 cũng khá ổn rồi, cho nên là mình để là 24 này. Và cái tốc độ thì mình để là 250 và khẩu mình để F11, và cái nhiệt màu mình để là 7500 nhá. Và cái nhiệt màu ấy thì nó chính ở cái phần này, này các bạn này. Nhiệt màu thì nó chính là cái chỗ mà function này. Sau đó thì anh em vào cái K này và anh em kéo lên 7500 cho mình nhá. Và cái phần ám màu ấy thì các bạn có thể để xanh được, tùy từng các bạn thôi. Ok, và cái tiếp theo nữa là đến cái phần về phần picture style thì mình để đây là cái portrait các bạn nhá, và cân bằng trắng thì ok đó. Và cái phần DRO thì mình để là level 3 các bạn nhá. Còn cái phần đo sáng thì mình để ở giữa nhá, và phần central các bạn nhá. Đo sáng thì nó chính là cái phần này này, function này, anh em vào cái phần metering mode này. Đó, mình để motoring mode là central